Xuyên không tới Vương Triều Đại Khang tập 3. Trong rừng có thú dữ. Không có bí quyết gì cả, hai ngày nay thỏ sau núi bỗng nhiên nhiều hơn, ta vừa đến đã gặp được mấy con. Thật sao? Tiểu Ngọc vui mừng ngắt lời Kim Phi. Tối về ta sẽ nói với bố để ngày mai ông ấy cũng lên núi. Kim Phi, cảm ơn huynh, huynh đúng là người tốt. Những người khác cũng vui mừng không thôi, có vài người suýt nữa đã không kiềm chế được, chạy về gọi đàn ông nhà mình đến đó ngay lập tức. Người tốt cái rắm. Đột nhiên vô cớ được phát cho thẻ người tốt khiến Kim Phi nhớ đến sự chua xót ở kiếp trước. Anh không vui nói với Tiểu Ngọc. Ý của ta là rất có thể dạo gần đây sau núi có nguy hiểm. Mấy ngày nay các cô tốt nhất đừng đến đây hái rau nữa. Nguy hiểm gì? Tiểu Ngọc chớp mắt hỏi. Cô biết đấy, sau núi không hề có thỏ, bây giờ lại đột nhiên nhiều hơn trước. Ta nghi ngờ trong rừng có thú dữ đuổi thỏ chạy đến sau núi. Kim Phi nói. Nếu ta đoán đúng, các cô hái rau ở chân núi sẽ nguy hiểm. Thật à? Gạt cô làm gì? Ta không tin, chắc chắn huynh sợ bọn ta bên núi bắt thỏ, thì huynh không bắt được nên mới nói thế. Tiểu Ngọc tỏ ra không tin nói. Đúng là rất khó để khiến đám người này tin tưởng. Đã nhắc nhở rồi mà họ không tin thì cũng chẳng còn cách nào khác. Thuyết phục nhiều lần, ngược lại họ sẽ nghĩ mình cố ý nói mấy lời này dọa họ, không muốn để người khác vào rừng phát tài. Tự các cô suy nghĩ mà làm. Kim Phi liếc nhìn đám phụ nữ đang vui vẻ, rồi xách con mồi rời đi. Nhìn thấy Kim Phi có thu hoạch lớn như thế, Quan Hạ Nhi phấn khích hệt một đứa trẻ, thích thú sờ bộ lông tuyệt đẹp của gà rừng. Đây mới là dáng vẻ nên có của một cô gái 18 tuổi. Kim Phi cực kỳ vui mừng với sự thay đổi của Quan Hạ Nhi, cười hỏi. Đẹp không? Đẹp lắm, Quan Hạ Nhi gật đầu. Vậy được, tối nay thêm một món gà hầm. Kim Phi cười nói. Lông thì nàng cứ giữ lại. Hầm? Quan Hạ Nhi sửng sốt. Không bán sao? Gà rừng ngoài lông thì chỉ có xương, người muốn mua không nhiều, cũng không bán được bao nhiêu tiền. Hầm đi. Kim Phi nói. Hai chúng ta đều quá gầy, phải bồi bổ thêm vào, nếu không ta bắt về cũng tốn sức. Người đời sau khi ăn rất chú trọng hương vị, người thời đại này lại chú trọng lợi ích thực tế. Lúc mua thịt, mọi người đều chọn thịt mỡ, không ai muốn mua thịt nạc, càng sẽ không có người muốn mua xương. Bán gà rừng không được bao nhiêu tiền, thôi thì chỉ bằng giữ lại ăn. Ký chủ đã hơn một năm bữa đói bữa no, nên tăng sức khỏe quá yếu, quả thật phải bồi bổ. Được rồi. Bản thân Quan Hạ Nhi tiếc ăn đồ ngon, nhưng cũng không nỡ để Kim Phi đói nên đành ngoan ngoãn đưa gà rừng ra ngoài. Trạng vạng hôm đó, Quan Hạ Nhi được ăn một bữa tối phong phú nhất từ trước đến nay. Canh gà thơm phức và hạt gạo mềm dẻo, đây là cuộc sống mà trước đây cô không dám nằm mơ đến. Cô biết mọi thứ đều là do Kim Phi mang đến. Ánh mắt nhìn Kim Phi cũng trở nên nóng bỏng và ỉ lại hơn. Cứ nhìn ta làm gì, ăn cơm đi. Kim Phi lại gắp cho Quan Hạ Nhi miếng thịt. Ăn nhiều một chút, ăn no rồi mới cho nàng nhìn. Nói xong, y không ngại nháy mắt với Quan Hạ Nhi. Tướng công lại nói bậy rồi. Quan Hạ Nhi ngượng ngùng liếc Kim Phi, rồi lại gắp miếng thịt Kim Phi gờ gắp cho cô vào lại trong bát. Chàng là trụ cột trong nhà, phải ăn nhiều thịt hơn một chút, ta ăn cơm là được rồi. Một miếng thịt gà thôi mà, còn phải nhường qua nhường lại sao? Kim Phi bưng bát lên bỏ mấy miếng vào trong bát Quan Hạ Nhi. Chẳng phải bên ngoài còn có thỏ sao? Nếu ăn chưa đã thì ngày mai chúng ta cũng hầm nó luôn. Thỏ thì phải để bán lấy tiền. Chi huyện cũng không thể ngày nào cũng ăn thịt mà. Phủ chi huyện 3 năm có 100.000 bạc tuyết hoa. Đừng nói là chi huyện, trong phủ huyện này có khả năng có rất nhiều người ngày nào cũng ăn thịt đấy. Kim Phi nói, ta sẽ cố gắng hơn để sớm ngày cho nàng sống những ngày tháng được ăn thịt. Có thể ăn no là ta đã cảm ơn trời đất rồi, ngày nào cũng ăn thịt thì ta không dám nghĩ. Có gì mà không dám nghĩ, nếu không phải trong núi có thú dữ thì sau này chúng ta sẽ không thiếu thịt mà ăn. Đến lúc đó cho nàng nhìn thấy thịt là ói đấy. Thú dữ gì? Ta cũng không biết. Kim Phi lắc đầu nói lại suy đoán của mình cho cô. Tướng công, mấy ngày nay chẳng đừng vào rừng nữa được không? Quan Hạ Nhi nắm lấy tay Kim Phi. Không dễ gì cô mới tìm được một chỗ dựa, sợ Kim Phi xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ừ, mấy ngày nay không vào rừng, ở nhà với nàng. Kim Phi cười đáp. Quan Hạ Nhi đỏ mặt bỗng nhớ đến gì đó. Tướng công, chị họ cũng hái rau ở sau núi, tí ấy có biết chuyện này không? Chị họ? Kim Phi sửng sốt. Những người khác hái rau đều tụm năm tụm ba lại, nhưng cả nhà Trương Mãn Thương có hai người tàn tật nên thức ăn hàng năm đa phần là rau. Do đó tốc độ hái rau của mấy chị em Lâm Vân Phương cực kỳ nhanh, những người khác không muốn đi cùng họ. Buổi chiều đúng thật là không nhìn thấy cả nhà Lâm Vân Phương. Lát nữa ta đến nhà Mãn Thương nói với chị họ một tiếng. Ăn xong cơm tối, Kim Phi đi đến nhà Trương Mãn Thương. Kết quả chỉ có người vợ mới cưới của Mãn Thương đang nấu cơm. Lâm Vân Phương, mẹ và em chồng vẫn còn ở sau núi chưa về. Người khác thế nào, Kim Phi không quan tâm, nhưng Lâm Vân Phương lại có thiện ý với mình. Kim Phi không thể là không để tâm đến cô. Y quay về lấy nỏ, lại đem một thanh đao chặt củi, rồi đến sau núi.
Thím ba mồm lớn đang bưng bát từ nhà đi ra vừa lúc nhìn thấy Kim Phi ra ngoài. Không lâu sau, hầu hết người trong làng đều biết Kim Phi lại mang theo cung nỏ kỳ lạ đến sau núi. Đám phụ nữ vốn dĩ đã rục rịch nhưng không chắc lắm, bây giờ thì bỗng chốc như ong vỡ tổ. Ta biết Kim Phi dọa chúng ta mà, nói gì mà thú dữ, có thú dữ mà hắn còn dám vào rừng lúc này sao? Người tri thức đúng là không thành thật, tâm địa xấu xa. Ta thấy hắn không phải bụng dạ xấu xa mà là đen tối. Dọa chúng ta thì đã đành, còn nói mấy ngày nay chúng ta đừng đi hái rau, không hái rau thì năm nay ăn gì đây? Đám phụ nữ tức giận đùng đùng, chưa kịp ăn cơm đã vội về, chạy về nhà gọi đàn ông trong nhà chuẩn bị ra sau núi bắt thỏ, tiện thể tìm Kim Phi nói lý. Đợi đến khi Kim Phi đến sau núi thì trời đã tối, vài bóng người đang lắc lư ở cách rừng không xa. Kim Phi chạy đến chính là Lâm Vân Phương, mẹ và em chồng của cô ấy. Chị họ, trời tối rồi sao mọi người vẫn chưa về? Giống cây mã đề đang còn non, bọn ta nhân lúc còn có thể nhìn thấy, cố đào thêm một chút. Lâm Vân Phương nhìn lên trái, mạn thương chặt củi bên kia vẫn chưa đầy một xe, bọn ta đợi chàng thêm một lát. Vài bó củi khô được đặt bên ngoài khu rừng cách đó hơn 100m, Trương Mãn Thương đang chất củi lên xe. Ta sẽ giúp Mãn Thương chất củi lên xe, mọi người cũng nên thu dọn đồ đạc và chuẩn bị về nhà đi. Rau dại là phần lớn lương thực của đại gia đình, số rau dại những ngày gần đây tương đương với lương thực thời kỳ thu hoạch gấp rút của nhà họ. Kim Phi không tiện khuyên gì nhiều. Ý định giúp Trương Mãn Thương chất củi lên xe trước, sau đó xuống núi mới nói chuyện thú dữ. Ngươi có việc gì thì cứ làm trước đi, lát nữa bọn ta sẽ giúp Mãn Thương sau. Lâm Vân Phương liếc nhìn cung nỏ trên hông Kim Phi rồi nói. Sau khi kết hôn, Kim Phi như biến thành một con người khác, thay đổi tật xấu ham ăn lười làm trước kia, khiến cái nhìn của cô ấy về Kim Phi cũng thay đổi. Ta tới tìm mấy người, không có việc gì khác. Ngươi tìm ta làm gì? Lâm Vân Phương tò mò hỏi. Chuyện này chờ lát lên đường rồi nói. Kim Phi cầm theo cung nỏ đi về phía Trường Mãn Thương. Còn chưa đi được nửa đường, y đã nhìn thấy một nhóm người từ trong làng bước tới với vẻ mặt tức giận. Kim Phi, tại sao ngươi lại lừa gạt bọn ta? Thím ba chống hai tay vào hông, dẫn đầu gây khó dễ. Ta lừa gạt mấy người cái gì cơ? Đó, Kim Phi bối rối. Ngươi nói với bọn ta sau núi có hổ, vậy không phải ngươi đang lừa gạt thì là gì? Chiều nay ta đã nói rất rõ với mấy người, tất cả chỉ là suy đoán của ta. Hơn nữa ta cũng không hề nói là hổ, có thể là những loại thú dữ khác. Kim Phi giờ khóc giờ cười. Ngươi đã nhìn thấy nó chưa? Chưa. Chưa nhìn thấy mà ngươi lại nói năng nói bậy, không phải hù dọa mọi người thì là gì? Ta nghĩ ngươi là đồ lòng dạ đen tối, không muốn bọn ta bắt thỏ thì đã đành, còn không để bọn ta đào rau dại. Ngươi thật sự muốn bọn ta chết đói phải không? Thím ba giống hệt một khẩu súng máy, nhằm vào Kim Phi nổ súng liên tục. Ta chỉ nghĩ rằng có khả năng sẽ có nguy hiểm nên mới nhắc nhở mấy người. Mấy người muốn tin thì tin, không muốn tin thì thôi, sao lại chửi mắng ta? Tự dưng bị người khác chỉ trích, Kim Phi cũng nổi giận. Các người muốn bắt thỏ thì cứ đi đi, ta ngăn cản các người sao? Yên lặng hết cho ta. Trường làng nghe tin vội vàng chạy tới, đứng giữa hai người thở hổn hển hỏi. Có chuyện gì thế? Trường làng, ông phải đứng ra phân xử công bằng cho chúng tôi. Thím ba vừa thấy trường làng đến thì bày ra dáng vẻ như đã phải chịu ấm ức cực lớn, nước mắt nước mũi tèm lem kể lại câu chuyện một lượt. Kim Phi, muốn phán đoán có thú dữ hay không thì ngươi phải tận mắt nhìn thấy, hoặc là tìm được dấu chân, sợi lông, hoặc ít nhất ngươi cũng phải nhìn thấy một con thú bị thú dữ cắn. Trường làng nói, ngươi chẳng phát hiện ra thứ gì thì không thể nói năng lung tung. Nếu mọi người nghe lời ngươi lập đội đánh hổ, cuối cùng không bắt được gì thì chẳng phải làm mất thời gian của mọi người sao? Được, ta hiểu rồi, Kim Phi bất lực gật đầu. Hổ rất dữ, một vài người dân trong làng không thể đối phó với chúng. Vì vậy khi phát hiện có hổ ở gần làng, những người đàn ông mạnh mẽ sẽ thành lập đội đánh hổ, các công việc khác cũng sẽ bị đình trệ. Đây cũng là lý do tại sao lúc đầu Kim Phi không muốn nói ra. Ta tin rằng Kim Phi có lòng tốt, nhưng chẳng qua cậu ta không biết cách dùng từ. Mọi người không nhất thiết phải bắt bẻ mãi vậy đâu, giải tán hết đi. Trưởng làng vẫn có chút uy tín, ông ta ra mặt giải quyết nên mấy người phụ nữ cũng không thể làm khó Kim Phi được nữa, đành lẩm bẩm rời đi. Một số người về nhà, còn một số lại đi lang thang dưới chân núi với đàn ông, hy vọng may mắn gặp được một hay là hai con thỏ rừng đi kiếm ăn. Ở bìa rừng, Trương Mãn Thương đang cố gắng hết sức để đưa bó củi khô lên xe, nhưng vì một chân không thuận tiện nên có vẻ rất phí sức. Kim Phi đi tới giúp nâng đầu bên kia, sau khi đặt nó lên xe, y dùng dây gai để cố định nó. Cảm ơn anh Kim, Trương Mãn Thương chân thành cảm ơn. Chuyện nhỏ nhặt này thì cảm ơn cái gì? Kim Phi không thèm để ý. Đây là chuyện nhỏ, nhưng chuyện con hổ lại là chuyện lớn. Trương Mãn Thương hạ giọng nói, ta đã nghe những lời mọi người vừa nói rồi. Ta biết huynh không lừa gạt bọn họ. Quả thực hai ngày này số lượng thỏ sau núi đã tăng lên rất nhiều. Hôm nay ta cũng nhìn thấy vài con. Ta không hiểu chuyện này là thế nào. Vừa nãy đang tính ngày mai bảo anh trai ta tới đây, may mà có huynh đến nhắc nhở. Ngươi không muốn bắt thỏ sao?
Kim Phi ngạc nhiên liếc nhìn Trương Mãn Thương. Công việc chính của Trương Mãn Thương là nhặt củi khô hoặc là chặt cành cây phơi khô rồi đem xuống núi. Không có gì ngạc nhiên khi cậu ta phát hiện đột nhiên có thêm nhiều thỏ rừng, nhưng cậu ta có thể kiềm chế cám dỗ và giữ bình tĩnh khiến Kim Phi thấy bất ngờ. Tất nhiên muốn chứ, Trương Mãn Thương mỉm cười. Nhưng anh trai ta và ta đều là người tàn tật, nếu bọn ta gặp phải hổ hoặc thú dữ nào đó thì chỉ có một con đường chết. Nếu hai bọn ta bị thổ ăn thịt thì gia đình này sẽ thật sự không còn nữa. Mãn Thương, ngươi là một người thông minh. Kim Phi giúp cậu ta buộc củi vào xe. Về sớm đi, mấy ngày nay đừng ra sau núi nữa. Bên kia, ba người Lâm Vân Phương cũng đã thu dọn đồ đạc xong. Trương Mãn Thương đẩy xe, Lâm Vân Phương và mẹ chồng đỡ hai bên trái phải. Em chồng xách giỏ rau rừng, mấy người họ chậm rãi xuống núi. Nhà Kim Phi ở phía tây của làng, còn nhà Trương Mãn Thương ở phía đông, bọn họ tạm biệt nhau ở chân núi. Chưa đi được bao xa, Kim Phi đang nghĩ về việc ngày mai đến thị trấn để bán thỏ và nên mua thứ gì, thì phía sau vang lên những tiếng thét chói tai. Y quay đầu nhìn lại, lúc này đám thôn nữ phẫn nộ ban nãy đều đang lớn tiếng bỏ chạy tứ phía. Một bóng đen từ trên núi lao mạnh về phía mấy người Trương Mãn Thương. Đây là hổ. Con ngươi Kim Phi có rút lại, tim đập nhanh hơn. Mặc dù y đã sớm đoán rằng có khả năng sau núi có một con hổ, nhưng khi tận mắt chứng kiến thì da đầu vẫn là tê dại. Con hổ này quá lớn, không tính đuôi cũng đã dài 3 mét. Cái đầu còn to hơn chậu rửa mặt, nặng ít nhất cũng phải 250 cân. Trên lưng con hổ có một vết thương vẫn đang chảy máu, rõ ràng là đã bị tấn công trước đó. Lúc này nó có vẻ rất cáu kỉnh, chạy càng lúc càng nhanh. Bốn chân nó to khỏe, mỗi cú nhảy vọt có thể lao xa 4 đến 5 mét. Nhìn bề ngoài con hổ này mạnh hơn rất nhiều so với những con hổ mà Kim Phi đã nhìn thấy ở sở thú đời trước. Hổ dữ như vậy chắc chắn có thể giết chết y chỉ trong một cú tát. Em gái của Trương Mãn Thương bị dọa sợ, ôm đầu hét toáng lên. Chị dâu, chạy mau! Trương Mãn Thương vẫn khá bình tĩnh, cậu ta thả chiếc xe một bánh, hét lớn về phía Lâm Vân Phương, rồi kéo mẹ và em gái cùng chạy. Con người sao có thể chạy nhanh hơn hổ? Hơn nữa, chân của Trương Mãn Thương đi đứng còn không tiện. Thấy con hổ đang tiến lại gần, Trương Mãn Thương giống lên với đôi mắt đỏ ngầu, cậu ta rút con dao chặt cùi ở thắt lưng ra. Chị dâu, đưa mẹ và Tiểu Hoa chạy trước đi. Trương Mãn Thương quơ quơ con dao chặt cùi, chạy khập khiễng về phía khác. Con hổ bị Trương Mãn Thương thu hút sự chú ý, quay đầu đuổi theo. Trời sắp tối, Trương Mãn Thương chưa chạy được bao xa đã bị ngã nhào. Cậu ta còn chưa kịp đứng dậy thì con hổ đã lao tới trước mặt. Anh trai! Khuôn mặt của Trương Tiểu Hoa tái nhợt vì sợ hãi. Trương Mãn Thương cũng nhắm mắt cam chịu. Tuy nhiên, đúng lúc này, một mũi tên xuyên thủng không trung bắn trúng vào chân trước bên trái của con hổ. Mũi tên xuyên thủng. Chân trước của con hổ mềm nhũn, nó cắm đầu xuống đất, trượt dài về phía trước 5-6 mét, rồi dừng lại bên chân Trương Mãn Thương. Con hổ bị bắn trúng một chân càng thêm hung dữ, nó giơ móng vuốt trước bên phải lớn bằng chiếc quạt đánh về phía Trương Mãn Thương. Trương Mãn Thương hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, lăn xuống dưới 5-6 mét theo sườn núi. Con hổ tức giận gầm gừ, dựa vào ba chân còn lại đứng lên tiếp tục đuổi theo. Lại thêm một mũi tên nữa bắn trúng chân sau bên trái. Hai chân bên trái đều bị mũi tên đâm xuyên qua, con hổ lập tức mất cân bằng ngã xuống đất. Dù thế con hổ vẫn rất hung hăng, hai chân phải khua trên mặt đất đào ra hai cái hố lớn. Tiếng gầm gừ vang lên cực kỳ chói tai, khiến đám phụ nữ trong làng mặt mày tái mét. Kim Phi cầm cung nỏ đứng cách đó 20 mét, bắn thêm một mũi tên nữa vào đầu con hổ. Phần đầu trúng tên, con hổ dần là không vùng vẫy nữa. Dù đời trước hay đời này, đây đều là lần đầu tiên Kim Phi đối mặt trực tiếp với hổ. Vừa rồi lúc đang căng thẳng nên không có cảm giác gì. Bây giờ hổ đã chết, Kim Phi mới nhận ra tim mình đập rất nhanh. Hai tay cầm cung nỏ cũng run rẩy không ngừng. Đám phụ nữ lúc nãy còn kiêu ngạo, giờ đa số đã khiếp sợ hai chân mềm nhũn, ngồi xuống đất run rẩy. Họ vẫn còn bình thường, Trương Mãn Thương đã đi một vòng trước cổng địa ngục càng nhếch nhác. Dưới mông ướt đẫm, ngồi bệt xuống đất run rẩy không thôi. Răng đánh vào nhau vang lên từng tiếng cành cạch, bộ dạng đã bị dọa đến mất hồn. Con trai của ta! Bà cụ nhà họ Trương chạy đến kéo Trương Mãn Thương sang một bên. Thấy con trai không bị thương mới quỳ xuống dập đầu với Kim Phi. Thấy bà cụ quỳ xuống, Lâm Vân Phương và cô em chồng cũng không dám đứng lên, vội vàng quỳ xuống theo. Kim Phi không quen với kiểu cách quỳ lại của người thời xưa, nhất là khi đối phương còn là một bà lão. Y vội vươn tay kéo bà cụ nhà họ Trương lên. Bác gái, bác đừng như thế. Bác đã lớn tuổi mà còn dập đầu với ta, không phải là làm ta tổn thọ sao? Tiểu ca nhà họ Kim, đây là ơn cứu mạng, ngươi nhận được. Bà cụ họ Trương bật khóc nói. Sau khi về nhà, ta sẽ xây bia trường sinh cho ngươi, đặt cùng chỗ với bài vị tổ tiên, cùng kính cả đời. Không cần, không cần. Kim Phi và trưởng làng vừa chạy đến cùng nói, mãi mới kéo được mấy người nhà họ Trương đứng lên. Đám phụ nữ thấy hổ đã bị bắn chết cũng túm lại vây quanh. Trong thời kỳ khó khăn, mọi người đều tôn thờ kẻ mạnh.
Dù trước đó Kim Phi ở trong làng như thế nào, bây giờ ánh mắt mọi người nhìn y đã khác hẳn. Kim Phi giết chết hổ trước mặt họ, cứu mạng Trương Mãn Thương khiến đám phụ nữ cảm giác như đang nằm mơ. Những con hổ nằm bên cạnh nhắc nhở họ đây không phải là mơ. Kim Phi, huynh giỏi quá, một mình huynh có thể giết được con hổ lớn như thế. Hai mắt Tiểu Ngọc sáng rực nhìn chằm chằm Kim Phi. Có cô con gái nào mà không mơ mộng? Kim Phi từ nhỏ chỉ biết đến học hành, chưa từng trải qua phong ba bão táp. Dĩ nhiên đám đàn ông nhà nông khác không thể so sánh được với y về nhan sắc. Không chỉ mắt Tiểu Ngọc sáng rực mà các cô gái trong độ tuổi khác hoặc phụ nữ có con gái cũng nhìn Kim Phi với ánh mắt như thế. Trước đó không có cô gái nào đồng ý gả đến, sợ rằng gả cho y sẽ không có cơm ăn. Nhưng bây giờ họ đã nhìn thấy một mặt khác của Kim Phi. Ngay cả hổ mà y cũng có thể bắn chết, thế còn không nuôi được cả nhà sao? Gả cho anh hùng giết hổ, sau này trong làng còn có ai dám bắt nạt mình nữa? Thêm ba lúc này dẫn đầu mắng Kim Phi giờ cũng cảm thấy mặt mình nóng rát. Tiểu Phi, lúc nãy là ta không đúng. Thím ba chủ động xin lỗi nên Kim Phi cũng lười so đo với một phụ nữ thôn quê. Y xua tay nói, không sao đâu thím, đã qua cả rồi. Đúng thế, đều đã qua rồi, không nhắc lại nữa. Trưởng làng vỗ vai Kim Phi vui vẻ bật cười nói, được lắm đấy, ha ha, làng Tây Hà chúng ta cũng có một anh hùng bắn chết hổ, sau này ta xem người nào dám coi thường chúng ta. Làng quan gia, làng điền gia xung quanh đều là những tộc làng chỉ có một họ. Mà làng Tây Hà lại là một nhóm người nghèo tập hợp lại vì sự hỗn loạn của quân đội và nạn đói đến từ khắp nơi, dĩ nhiên không đoàn kết bằng những làng tộc nên làng Tây Hà thường bị các làng khác bắt nạt. Ngay cả những tên thổ phỉ cưỡi ngựa thu lệ phí cũng sẽ thu phí của người làng Tây Hà nhiều hơn người làng khác một cân thóc. Bây giờ thì tốt rồi, làng Tây Hà đã có một anh hùng đánh hổ, các làng khác có muốn bắt nạt họ cũng là phải suy xét cẩn thận. Dù sao mỗi anh hùng đánh hổ cũng không phải là người tầm thường. Một là đàn ông có bản lĩnh cao siêu, hai là thợ săn giỏi về chế tạo bẫy, người nào cũng không phải là người dễ chọc vào. Dưới chân núi, Quan Hạ Nhi vẫn đang lo lắng, rửa bát xong thì ra ngoài đi tìm Kim Phi. Vừa mới ra khỏi làng đã nghe tiếng hổ gầm gừ. Cô hoàn hồn lại cũng mặc kệ nỗi sợ, điên cuồng chạy đến sau núi. Trời đã tối, Kim Phi lại bị đám người vây xung quanh. Quan Hạ Nhi nhìn một vòng không thấy bóng dáng Kim Phi đâu, cảm thấy cả người không còn sức lực, ngồi xuống đất gào khóc. Tướng công! Ở đây, Kim Phi nghe thấy tiếng gọi của Quan Hạ Nhi vội vàng đẩy đám người ra. Chẳng phải bảo nàng ở nhà rồi sao, sao lại chạy lên núi? Tướng công, chàng không sao chứ? Quan Hạ Nhi trước giờ luôn xấu hổ như không nhìn thấy người xung quanh, đứng lên chạy đến cạnh Kim Phi ôm chặt lấy cánh tay y. Sợ rằng buông tay ra y sẽ biến mất. Không sao, Kim Phi cảm thấy ấm áp. Một con hổ thôi, hai mũi tên của ta đã bắn chết nó rồi. Nói rồi kéo Quan Hạ Nhi chèn vào đám đông. Đắc ý chỉ vào con hổ dưới đất. Quan Hạ Nhi vừa nhìn thấy, nhận ra một nửa mũi tên còn lại đâm vào trên đầu con hổ, đúng là mũi tên của Kim Phi. Đến lúc này, Quan Hạ Nhi mới nhận ra đám phụ nữ vây xung quanh đều mập mờ nhìn mình. Cô buông cánh tay Kim Phi ra, mặt đỏ bừng. Này vợ Kim Phi, người đàn ông của ngươi giỏi lắm, sau này ngươi có phúc rồi. Thím ba nói đùa, kết hôn rồi thì khác hẳn, trở thành đàn ông rồi là có thể giết cả hổ luôn. Thím này, thím đừng nói nữa, da mặt Hạ Nhi mỏng lắm. Lát nữa sẽ bị thím chọc cho khóc mất, còn bắt ta phải dỗ dành. Kim Phi nhận ra Quan Hạ Nhi xấu hổ đến mức sắp chui đầu vào quần áo trong, y khẽ cười bảo vệ cô ở phía sau mình. Ôi xem kìa, bảo vệ nó luôn kìa. Này vợ Kim Phi, xấu hổ gì chứ, tướng công ngươi đánh chết hổ, bọn ta mừng cho ngươi đó. Ta nhìn thấy ngươi là ghen tị đỏ mắt luôn đây này. Ta đỏ mắt đến thì làm sao, hổ đáng tiền mà, đem đến phủ huyện còn được khen thưởng, ngươi không đỏ mắt chắc. Số mệnh của vợ Kim Phi tốt thật. Không ít phụ nữ ngưỡng mộ nhìn Quan Hạ Nhi. Thời đại này, địa vị của phụ nữ rất thấp. Đàn ông muốn đánh là đánh, muốn mắng chửi là mắng. Người bảo vệ vợ như Kim Phi cực kỳ là hiếm thấy. Quan trọng nhất là một mình Kim Phi đánh chết hổ. Dù là tiền bán được hổ hay là tiền thưởng của quan phủ thì cũng là của một mình y. Đây là một số tiền lớn, tiết kiệm một chút thì mấy năm sau, thậm chí là mười mấy năm sau đều không cần ưu phiền nữa. Không có mẹ chồng ép bức, tướng công lại là người tri thức, biết yêu thương, bỗng chốc lại nhận được một số tiền lớn. Mấy phụ nữ khác trong làng không ngưỡng mộ Quan Hạ Nhi mới là lạ. Ta từng nói rồi, Hạ Nhi không thể phơi nắng, chứng tỏ cô ta có mệnh phú quý trời sinh. Thế nào, bây giờ đã tin chưa? Kim Phi chỉ vào những người phụ nữ xung quanh nói, sau này ai dám khua môi múa mép, nói cô ấy là sao chổi thì đừng trách ta. Tin rồi, ngươi nhận tiền thưởng rồi mang về cho ta một chiếc bánh bao hấp. Sau này mỗi lần gặp vợ ngươi, ta sẽ gọi cô ta là bà thần tài. Một bà thím thô thiển chế nhạo, cho dù ta không cho bà bánh bao hấp thì sau này bà cũng phải gọi cô ấy là bà thần tài. Dựa vào đâu cơ chứ? Dựa vào việc sau này bà có thể kiếm tiền từ cô ấy,
rồi sống một cuộc sống tốt đẹp. Vậy thì ta sẽ đợi xem. Yên tâm đi, sẽ không bắt bà phải đợi lâu đâu, Kim Phi tự tin nói. Là một người xuyên không, Kim Phi chắc chắn sẽ không ở yên trong khe núi nhỏ này. Đây mới chỉ là điểm bắt đầu, chắc chắn không phải kết thúc. Bất kể là làm gì, một mình y chắc chắn sẽ không thể làm được. Đến lúc đó rất nhiều người ở làng Tây Hà sẽ tìm việc làm ở chỗ y và nhận tiền công từ Quan Hạ Nhi. Quan Hạ Nhi không phải là bà thần tài thì là gì. Nhưng bây giờ, người phụ nữ này đều cho rằng Kim Phi đang khoác lác, không ai để trong lòng. Mọi người đều quay lại nhìn Trương Lương vừa lên núi đã quỳ lại mẹ mình. Nhà họ Trương sống rất khó khăn, là trụ cột của gia đình. Ngày nào hắn cũng làm việc ngoài đồng đến tối mịt mới về. Vừa đến nhà thì đã nghe thấy tiếng hổ gầm. Mẹ, vợ, em trai, em gái đều đang đào rau dại ở sau núi. Trương Lương vô cùng sợ hãi. Sau khi chạy đến sau núi, hắn mới biết Kim Phi đã cứu cả gia đình mình. Sau khi an ủi mẹ mình, hắn dẫn theo Trương Mãn Thương đang sợ hãi, lách qua đám đông, đến chỗ Kim Phi, cánh tay còn lại đập lên ngực nói. Cậu Kim, đa tạ lòng tốt của cậu, sau này mạng của Trương Lương sẽ là của cậu, có chuyện gì cậu cứ nói với ta. Đây là nghi thức cao nhất trong quân đội. Lương huynh, chị dâu là chị họ của Hạ Nhi, chúng ta coi như là người nhà, huynh nói vậy chẳng khác nào khách sáo quá sao? Đây chỉ là lời xã giao đơn giản nhất trong thời hiện đại, nhưng thực sự nói lên được tấm lòng của Trương Lương. Hai người khuyết tật nhà họ Trương sống cũng không dễ dàng gì. Những người phụ nữ đào rau dại đều không muốn làm cùng người nhà họ Trương bởi vì bọn họ đào quá nhanh. Những năm qua, Trương Lương đã gặp quá nhiều loại người cho nên hắn càng trân trọng lòng tốt của những người khác. Kim Phi liều mạng cứu người nhà hắn lại nói những lời như thế này khiến Trương Lương vô cùng cảm động. Trương Lang nhìn cảnh này cười híp cả mắt. Bao nhiêu năm qua, có lần nào hổ xuống núi mà không bắt mấy người đi? Lần này trong làng còn chưa thành lập đội đánh hổ, nhưng con hổ đã bị giết một cách dễ dàng. Không cần Kim Phi lên tiếng, dân làng cũng tự tìm đòn bẩy khiến con hổ đến nhà Kim Phi. Quan Hạ Nhi lấy kẹo lạc mà cô mang về vào buổi sáng chiêu đãi mọi người một cách nhiệt tình. Mặc dù xấu hổ đến mức mặt mũi đỏ bừng, nhưng vẫn ra dáng nữ chủ nhân, cô lại bị những người phụ nữ kia giễu cợt. Kim Phi, ngươi định dẫn theo ai đến huyện phủ? Trưởng làng kéo Kim Phi sang một bên nhỏ giọng hỏi. Bán hổ và tiền thưởng sẽ được một khoản tiền lớn. Theo quy tắc, Kim Phi sẽ phải lo cơm nước cho người đi cùng đến huyện phủ, nếu hiểu chuyện còn phải phát thêm lì xì. Năm nay cũng chẳng được ăn mấy bữa no nê, cho nên cùng đi đến huyện phủ là chuyện tốt, trưởng làng cũng không dám tự mình quyết định. Làm phiền trưởng làng, Thiết Tử đại ca, Lục ca, Lương ca cùng đi với ta. Kim Phi cười rồi quyết định chọn người. Không cần phải nói, trưởng làng nhất định sẽ đi. Nhân tiện dẫn theo con trai lão là Lưu Thiết để lấy lòng, về sau còn phải làm việc trong làng. Trần Lão Lục là thợ săn, năm nào cũng đến huyện phủ bán gia thú, quen đường lối nên dẫn theo gã cũng là điều đương nhiên. Trường Lang hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Kim Phi dẫn theo Trương Lương cụt một tay. Nhưng Kim Phi đã đưa ra quyết định thì Trường Lang cũng không dễ gì phản bác. Tiễn dân làng xong đã là nửa đêm. Hạ Nhi, nàng cần thứ gì không? Kim Phi đang giúp Quan Hạ Nhi thu dọn đồ đạc, bèn thuận miệng hỏi. Lần này đến huyện phủ không dễ dàng gì, rất nhiều người cả đời cũng chẳng đi được mấy lần. Trong nhà có đồ ăn, không cần mang gì. Chưa kịp nói hết, Quan Hạ Nhi chợt nhớ đến thứ gì đó. Tướng công có thể đem theo một cây kẹo hồ lô được không? Được, Kim Phi ghi nhớ trong lòng, cười nói. Sao thế, muốn ăn à? 2 năm trước, tiểu muội bị bệnh, cha đã đưa muội ấy đến huyện phủ khám bệnh, được ăn kẹo hồ lô một lần, sau khi trở về luôn nhớ về nó, nói rằng đời này được ăn kẹo hồ lô lần nữa thì tốt biết bao. Quan Hạ Nhi trầm giọng nói. Lúc ta rời đi, sức khỏe của muội ấy càng ngày càng kém, người già trong thôn nói muội ấy sẽ không qua khỏi năm nay. Tướng công, chàng từ huyện phủ trở về, ta có thể về nhà thăm tiểu muội không? Đương nhiên là được. Kim Phi ôm Quan Hạ Nhi vào lòng, ta sẽ đi cùng nàng. Bữa cơm đầu tiên khi đến đây được mua bằng tiền riêng của bố mẹ vợ, dù thế nào cũng phải đi thăm. Ngày hôm sau khi trời còn chưa sáng, Trường Lang đã dẫn theo con trai mình là Lưu Thiết, thợ săn Trần Lão Lục và Trương Lương đến nhà Kim Phi. Trần Lão Lục còn đẩy một chiếc xe lớn, Quan Hạ Nhi còn dậy sớm hơn bọn họ, nấu sẵn cháo bày lên bàn. Hạ Nhi, chắc đêm nay ta chưa về được, nếu sợ, nàng hãy đến ở cùng chị họ một đêm nhé. Từ làng Tây Hà đến huyện phủ chỉ hơn 20 dặm, nhưng ở giữa đường đều là hẻm núi nên chỉ có thể là đi đường vòng. Nếu vậy thì khoảng cách sẽ dài hơn thành 40 dặm, hơn nữa phần lớn đều là đường núi nhỏ hẹp, chắc chắn không thể trở về trong một ngày. Vâng, Quan Hạ Nhi ngoan ngoãn gật đầu. Đường núi gồ ghề, nhỏ hẹp, nhiều chỗ không rộng hơn xe đẩy là bao, kéo con hổ mấy trăm cân rất là khó đi. May mà dọc đường không có sơn tặc, bọn họ đi mất 6 tiếng, đến tận nửa giờ chiều mới đi được hơn 30 dặm đường núi. Đi qua chân núi, phía xa xa hiện lên hình bóng của tường thành.
Đây là huyện phủ cai quản làng Tây Hà, huyện Kim Xuyên. Huyện phủ không lớn, dài rộng chỉ 3-4 dặm, thậm chí không thể so sánh với nhiều thị trấn ở thời hiện đại. Nhưng bức tường thành cao 5-6 mét được xây bằng những khối gạch lớn, bề mặt lỗ chỗ, đầu đầu cũng có dấu vết của dao, rìu như thể một trận chiến đã từng xảy ra. Đây rõ ràng là một ngôi thành quân sự, đi đến đường lớn, người càng đông đúc hơn. Xe đẩy của Kim Phi chiếm mất cả nửa đường. Đất xuyên thuộc nhiều núi, hồ dữ tràn xuống sẽ thành họa, người dân lầm than. Lúc nhìn thấy xe đẩy kéo theo một con hổ lớn, người qua đường lần lượt tránh ra để tỏ lòng thành kính với người anh hùng đã giết hổ. Điều này khiến thợ săn và Lưu Thiết đắc ý ưỡn ngực, ngẩng cao đầu như thể bọn họ là anh hùng chiến đấu với hổ. Bọn họ vào huyện thành từ cổng phía đông, kéo xe kéo đến thẳng trung tâm huyện. Dân huyện đứng xem là vô cùng náo nhiệt. Đánh hổ là trừ hại cho dân, nha môn cũng không dám làm khó đám người Kim Phi. Sau khi kiểm tra xác hổ, bọn họ cắt lưỡi nó rồi đưa tiền thưởng cho trưởng làng.